À, ba ước hay ba thổi nến đi. Ôi trời ơi, Ừ. làm cái gì? Ước gặp sự may mắn thôi chứ có gì đâu. 6 cây là 60 tuổi đó lần đầu tiên. ba. Cái bánh này không cần phải cắt đâu, nó là cái khung như nè. Cần chỉ có lấy ra thôi. Đây quà của ba. Ôi da, sao đủ thứ vậy trời. Chắc là cái áo. Đón đúng luôn ha. Quá dữ luôn. Được không ạ? Này mùa này thì đẹp rồi. Đây mặt mùa này là đúng luôn ha. Nha. Đẹp. Cái màu này nó dịu. Ba thích mấy cái màu tối tối rồi chứ.